Về già, bàn chân không có 7 dấu hiệu này thì xin chúc mừng sống rất thọ. Cô bác thân mến, khi về già để có thể tránh xa bệnh tật, sống vui vẻ và an yên cùng con cháu, thì nhất định chúng ta phải tự biết chăm lo cho sức khỏe của chính mình. Bên cạnh việc chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, thì còn một điều tiên quyết chúng ta cần phải làm, đó là lắng nghe và chú ý từng thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể của mình, đặc biệt là ở bàn chân. Bàn chân là nơi có nhiều huyệt đạo quan trọng và được xem là trái tim thứ hai của con người. Nếu bàn chân có 7 dấu hiệu sau đây thì chúng ta không thể coi thường, bởi rất có thể đó là điềm báo bệnh tật đang ập đến. Cụ thể đó là 7 dấu hiệu gì? Xin mời cô bác hãy cùng chương trình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, ngón chân cái đột nhiên tăng kích thước. Sự thay đổi lớn trên ngón chân cái có thể là dấu hiệu của bệnh gút. Tình trạng này thường xuất hiện vì có sự tích tụ quá nhiều axit uric trong cơ thể. Axit uric thường có mặt trong các bộ phận của cơ thể có nhiệt độ thấp, đặc biệt là ngón chân cái, nơi xa tim nhất. Để xử lý tình trạng này, quan trọng nhất là phải tuân theo sự hướng dẫn từ bác sĩ và hạn chế tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng uric cao như hải sản. Việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát axit uric trong cơ thể có thể giúp cô bác đối phó với bệnh gút hiệu quả hơn. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi cần thiết để đảm bảo đối phó với bệnh gút một cách hiệu quả. Thứ hai, móng chân vàng và dày hơn. Móng chân có thể thay đổi màu sắc thành màu vàng hoặc nâu và dày lên do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và điều này chính là cảnh báo quan trọng về sức khỏe đến chúng ta. Có một số nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này. Đầu tiên, những người bị bệnh tiểu đường, hệ thống miễn dịch kém và những người có tuần hoàn thất thường rất dễ bị bệnh này. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng này là bệnh nấm móng cây, móng bị nhiễm nấm. Chúng thường trở nên dày, giòn và có thể thay đổi màu sắc. Loại nấm này phát triển trong môi trường ẩm ướt tối tăm và khi chúng xâm nhập vào móng, chúng có thể làm cho móng biến đổi màu sắc và trở nên dày hơn. Hệ quả của việc này trước tiên là làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của móng chân. Tiếp theo là tạo cảm giác không thoải mái. Việc điều trị tình trạng này. Thứ ba, bàn chân bị chuột rút. Sự xuất hiện đột ngột của co rút cơ bàn chân có thể là dấu hiệu rõ ràng của mất nước hoặc việc tập luyện quá mức. Vì cơ thể thiếu nước, cơ bắp dễ bị co rút và gây ra cảm giác đau nhức. Điều này thường xảy ra do mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể, bao gồm canxi, magie và kali. Để giải quyết tình trạng này, cần tập trung vào việc cung cấp đủ khoáng chất cho cơ thể. Cô bác có thể bổ sung canxi, magie và kali thông qua việc ăn các thực phẩm giàu khoáng chất như sữa, hạt, rau xanh, hoa quả. Ngoài ra, cô bác cũng có thể mát xa khu vực bị đau bằng khăn lạnh hoặc rượu vô trùng, có thể giúp giảm căng thẳng và thư giãn cơ bắp. Tuy nhiên, nếu triệu chứng co rút và đau nhức kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng, cô bác cần gặp bác sĩ để thăm khám ngay nhé. Thứ tư, bàn chân bị đau dai dẳng. Bàn chân đau và dai dẳng không chỉ là một triệu chứng phiền toái mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường. Khi tiểu đường không được kiểm soát tốt hoặc chưa được phát hiện, đường huyết tăng cao liên tục dẫn đến tổn thương dây thần kinh ở chân. Kết quả của điều này thường xuất hiện dưới dạng các vết chảy xước hoặc kích ứng do áp lực hoặc ma sát. Vết loét trên chân của người bệnh tiểu đường có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, bao gồm nhiễm trùng và thậm chí cắt bỏ bàn chân. Vì vậy, nếu tuổi già cô bác gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến bàn chân như đau, sưng đỏ hoặc vết thương không lành,
thì hãy đến ngay bệnh viện hoặc tìm tới tư vấn của bác sĩ nha. Điều quan trọng khi bị bệnh tiểu đường là cô bác phải biết kiểm soát lượng đường thông qua chế độ ăn uống, tập luyện và theo dõi định kỳ bởi chuyên gia y tế. Hãy chủ động trong việc quản lý tiểu đường để ngăn ngừa và điều trị các biến chứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cô bác nhé. Thứ năm, tê hai bàn chân. Chắc hẳn khi nhắc đến tê chân thì ai trong số chúng ta cũng từng trải qua cảm giác này. Đa phần tê chân tay không nguy hiểm, đôi khi chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi chúng ta đè nặng lên chúng. Tuy nhiên, khi hiện tượng tê chân kéo dài kèm theo các triệu chứng khác, có thể là biểu hiện của một bệnh lý nào đó mà không thể coi thường. Cụ thể, tê chân cảnh cáo một số bệnh như sau. 1. Tê chân do thiếu máu, thiếu chất dinh dưỡng vitamin. 2. Tê chân do thiếu ngủ. Thiếu ngủ khiến cho não bộ không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, lâu ngày sẽ khiến thần kinh căng thẳng gây tê chân. 3. Tê chân do lạm dụng rượu bia trong thời gian dài. 4. Thoái hóa khớp và đốt sống. Đây là những bệnh lý liên quan đến sụn và khớp trong cơ thể. Khi sụn bị bào mòn, có thể xảy ra cọ sát giữa xương khớp và dây thần kinh, gây ra cảm giác tê bì và đau nhức. Điều này thường diễn ra khi thay đổi thời tiết hoặc vào ban đêm. 5. Thoát vị đĩa đệm. Bệnh này xảy ra khi đĩa đệm tràn ra khỏi vị trí bình thường và gây áp lực lên dây thần kinh cột sống xung quanh, dẫn đến tê bì. 6. Viêm khớp. Các bệnh liên quan đến xương khớp có thể gây tê chân kéo dài. Viêm khớp hoặc viêm khớp dạng thấp đều có thể xảy ra hiện tượng này. 7. Viêm đa hệ thần kinh. Bệnh viêm đa hệ thần kinh thường xảy ra khi hệ thần kinh ngoại biên bị tổn thương. Khi đó cơ thể sẽ gặp phải tình trạng rối loạn cảm giác dẫn đến tê bì ở chân tay. 8. Xơ vữa động mạch. Các khối xơ vữa có thể gây nên sự hẹp lòng mạch máu, làm cho máu lưu thông kém, gây ra thiếu dinh dưỡng cho mô và gây tê bì ở chân tay. Với hàng loạt những nguyên nhân này, nếu thấy tình trạng tê chân kéo dài thì cô bác nhớ đến bác sĩ để tìm ra nguyên nhân cụ thể nhé. Thứ 6, bàn chân lạnh. Thực ra bàn chân lạnh không phải là một nguyên nhân quá lo ngại. Vào những hôm thời tiết lạnh, chân tay ai cũng lạnh là hết sức bình thường. Thế nhưng sau khi đã ủ ấm mà mãi không ấm được, hoặc trong những khi thời tiết ấm áp mà chân vẫn lạnh, thì đó là biểu hiện của một số bệnh có thể kể ra như sau. 1. Thiếu máu. Thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu do thiếu sắt, có thể khiến bàn chân lạnh. Thiếu máu gây ra mệt mỏi, khó thở và cảm giác lạnh ở bàn chân. 2. Bệnh đái tháo đường. Đái tháo đường có thể gây tổn thương dây thần kinh, đặc biệt là ở bàn chân. Những người mắc bệnh này thường cảm thấy lạnh bàn chân, mất cảm giác và da bàn chân có thể khô. 3. Tuần hoàn máu kém. Sự tuần hoàn máu kém là biến chứng của nhiều bệnh lý và nó có thể gây cảm giác lạnh ở bàn chân. Các triệu chứng khác có thể bao gồm tê, đau đớn và khó chịu. 4. Suy giáp. Suy giáp xảy ra khi tuyến giáp không sản xuất đủ hormone, làm chậm quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Một trong những triệu chứng của suy giáp có thể là cảm giác lạnh ở bàn chân. 5. Bệnh Raynaud. Bệnh Raynaud là một rối loạn liên quan đến mạch máu ở các chi và nó có thể gây ra sự thay đổi màu sắc ở ngón chân và cảm giác lạnh. Thứ 7. Móng chân bị lõm xuống. Móng chân lõm xuống và có những vết lõm giống hình dạng của cái muỗng có thể là biểu hiện của một số vấn đề sức khỏe quan trọng. Những dấu hiệu này thường liên quan đến thiếu máu và thiếu huyết sắc tố trong cơ thể. Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau như bàn tay và bàn chân lạnh, mệt mỏi, khó thở, đau đầu và chóng mặt. Để khắc phục tình trạng này, cô bác cần tập trung vào việc bổ sung sắt
và các dưỡng chất quan trọng khác vào chế độ ăn. Một số thực phẩm giàu sắt như vừng đen, nấm đen, máu động vật và rong biển có thể giúp nâng cao lượng sắt trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu cô bác đồng thời có những triệu chứng như móng lõm và lạnh bàn chân, việc đến bệnh viện để được kiểm tra kịp thời rất quan trọng. Bác sĩ sẽ giúp cô bác xác định nguyên nhân cụ thể và đề xuất phương pháp điều trị thích hợp. Cô bác chớ bỏ qua những biểu hiện này, vì nếu để lâu, tình trạng sức khỏe của chúng ta có thể trở nên nghiêm trọng hơn và việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn. Cô bác ạ, khi về già chúng ta nên thường xuyên ngâm chân bằng nước ấm, tránh đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Thay vào đó, phải chịu khó đi lại, vận động để nâng cao sức khỏe nhé. Trên đây là 7 dấu hiệu trên bàn chân mà chúng ta không thể coi thường. Nếu cô bác không gặp phải những tình trạng này thì xin chúc mừng vì cô bác có sức khỏe rất tốt đó ạ. Và trong phần cuối của chương trình, mời cô bác cùng nghe chuyện ngắn Ngoại tình. Người chồng đầu gối tay ấp với cô đã gần cả chục năm trời nay không hề hay biết gì. Việc chồng vẫn dửng dưng như không, như không hề đoán già đoán non ra chuyện ngoại tình của vợ lại làm trái tim cô giáo Thảo hơi tan nát. Tất cả mớ bòng bong này bắt đầu từ ngày sinh nhật của cô giáo Thảo. Thật ra thì nguyên nhân của chuyện ngoại tình này manh nha từ khá lâu trước đó. Chỉ đơn giản là khi sắp sửa tròn 30 tuổi, cô giáo Thảo hiểu rằng cần phải thay đổi cái gì đó. Gái một con trông mòn con mắt, nhìn vào gương, cô giáo Thảo thấy thậm chí mình còn mặn mà, lung linh hơn hồi còn con gái. Da cô trắng hơn, tóc cô dài hơn, môi cô kể cả khi không dùng son hình như cũng đỏ hơn. Còn nước bọt có ngọt hơn không thì cô không biết. Trước ngày sinh nhật, Đức ông chồng có hỏi là cô muốn được tặng cái gì? Cô giáo Thảo theo thói quen trả lời là cái gì đó đặc biệt và dùng được, chứ đừng có mua mấy thứ vớ vẩn. Đêm thứ bảy, đêm tổ chức sinh nhật, sau khi tiễn khách về, con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá. Cô giáo Thảo khóc khe khẽ khi mở gói quà được đóng hộp rất đẹp của chồng. Chỉ là một lọ kem dưỡng gót chân được gửi mua từ Hàn Quốc, xứ sở của Sâm. Sau đó là những lời than vãn với bạn gái, đồng nghiệp và với mẹ khi nói về chủ đề sinh nhật được ông xã tặng quà gì. Tất cả các chuyên gia biết tin đều nhất trí rằng chồng cô giáo Thảo thật là vô tâm và tất cả lỗi là tại cô giáo Thảo. Cô bạn thân có bí mật đeo một chiếc khuyên ở rốn bảo. Đúng quá rồi còn gì, tại bạn bảo cái gì đó thật đặc biệt và dùng được. Lọ kem ấy đúng là đặc biệt và dùng được rồi còn gì nữa. Ngày xưa ông xã bạn chả bảo mê mẩn cái gót chân son của bạn là gì. Mà nhà bạn còn thiếu cái gì nữa để mua? Mẹ cô giáo Thảo, 54 tuổi, vẫn đánh son và đi guốc 10 phân bảo. Đàn bà luôn phải có cái gì đó bí ẩn, khó đoán trước, bởi vậy nên thường tự mua những gì đặc biệt và dùng được. Còn cứ bảo thẳng chồng mua những gì thông thường và chỉ để cất đi như vòng vàng hay nhẫn kim cương. Cô giáo cùng trường dạy sinh vật cũng 30 tuổi chưa chồng bảo. Chồng đằng ấy nói chung cũng không có gì để chê trách, đẹp trai, kiếm được tiền, biết chăm lo cho gia đình, còn không biết mua quà sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Bây giờ gia đình đang có điều kiện, con đã lớn, đi học bán trú cả ngày, công việc ở trường cũng không đến nỗi bận rộn. Nói chung cô giáo Thảo cần phải làm mới mối quan hệ với chồng, có lẽ bằng cách thử kiếm một gã nào đó. Không gì củng cố gia đình tốt hơn những nỗi đau khổ, dằn vặt khi quan hệ ngoài luồng. Thử ngoại tình đi rồi mới thấy chồng mình vẫn là tốt nhất. Trong các tác phẩm văn học nổi tiếng có chuyện ngoại tình, các thiếu phụ nhân vật chính luôn được dưng dưng tôn trọng. Bởi họ ngoại tình là vì tâm hồn họ sâu sắc, trí tuệ, họ mẫn tiệp và trái tim họ nồng nhiệt, nhạy cảm. Lại một đêm thứ bảy khi con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá. Cô giáo Thảo lại khóc khe khẽ
khi nhận ra tình thế khó có lối thoát. Dẫu sao, mình cũng là cô giáo, gia đình ai cũng bảo là hạnh phúc, chồng tuyệt vời, con vừa đẹp vừa thông minh, nhà cửa đàng hoàng. Cuối năm trước Giáng sinh, thường đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài. Vấn đề nữa là kiếm đâu ra một gã để ngoại tình, rồi hối hận, để rồi thương yêu chồng con hơn. Cô giáo Thảo buồn bã điểm mặt những ứng cử viên. Các thầy trong trường và các ông hàng xóm thì không được rồi. Có mấy phụ huynh học sinh cũng khá là được, nhưng rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ hướng dẫn các em đọc thêm Anna Karenina của Tolstoy như thế nào. Cô giáo Thảo thấy mình tuy thích đủ thứ, tuy trên lớp có tiếng là nghiêm khắc, nhưng thực ra cũng sợ đủ thứ. Cô sợ bị phát hiện ra, cô sợ ly dị, sợ phải nuôi con một mình và bắt đầu lại từ đầu khi đã ngoài 30. Đi vào phòng tắm rửa mặt, lại u ám ngắm mình vẫn còn đầy hấp dẫn trong gương. Cô giáo Thảo bỗng mỉm cười rạng rỡ khi nghĩ ra được một đối tượng hoàn toàn thích hợp. Đối tượng này thuộc loại đẹp trai, phong độ, thành đạt, ở ngay gần đây. Hình như rất thích cô, lại đã có gia đình nên giàu kinh nghiệm trong mọi chuyện. Để bắt đầu, cô giáo Thảo viết cho đối tượng một bức thư dài 10 trang A4, ướt át, say đắm. Cô viết rằng cô đã phải lòng mỗi khi nhìn thấy nét nghiêng đầy nam tính của anh khi đi ngang qua cô. Rằng cô mệt mỏi thế nào về người chồng vô tâm của mình. Viết xong thư, cô giáo Thảo lại ngại không dám gửi đi mà cũng không dám giữ trong nhà, sợ chồng phát hiện ra. Cô giáo Thảo châm lửa đốt bức thư tình, tàn cho tan theo nước, tâm hồn tuy nức nở nhưng bắt đầu ca hát. Sau đó là những cuộc gặp như thể tình cờ ở siêu thị gần nhà, những cái nhìn say đắm, những cái đụng chạm vô tình, những câu nói đầy ẩn ý. Giây phút hạnh phúc mong manh trong góc, bên giá chè và cà phê. Rồi sau đó là thời kỳ của tin nhắn. Cô giáo Thảo giả vờ vào phòng vệ sinh chỉ để đọc tin và nhắn tin trả lời. Đọc và nhắn tin xong là xóa ngay để nhỡ chồng phát hiện ra. Buổi chiều khi nấu ăn cho chồng, khi đợi chồng về, cô giáo Thảo thấy mình có tâm trạng lâng lâng, cứ như là đang yêu. Cô giáo Thảo đã không còn thấy giận chồng. Rồi đến một buổi sáng, khi cô giáo Thảo mặc đồ chuẩn bị đi làm, chồng bỗng hỏi cô chuẩn bị đi đâu trong chiếc váy đầm đẹp như vậy. Cô giáo Thảo lạnh lùng trả lời là đi dạy chứ đi đâu. Chồng cô hỏi tại sao đi làm lại mặc đẹp thế, cũng như tại sao dạo này đẹp thế. Và chính hôm ấy, chuyện ấy đã xảy ra. Cô giáo Thảo suýt đến muộn cuộc họp ở trường. Ngồi họp mà má cô đỏ bừng. Cô không tin là mình đã ngoại tình. Tim cô vẫn còn đập thình thịch, tai cô như thể vẫn còn ù, và váy cô hơi bị nhầu. Hình như cô giáo dạy sinh vật ngồi họp cũng đoán ra cô giáo Thảo có chuyện gì đó, bởi thấy mắt cô long lanh và nụ cười uể oải hạnh phúc. Có nhà văn đã viết: trời ơi, trong cuộc đời ngọt ngào, đơn giản, tươi đẹp này thì còn gì cay đắng, phức tạp, hạnh phúc bằng đàn bà khi yêu. Nó là một thể trạng tột cùng, tinh thần ngập đầy ngây thơ, tinh hoa long lanh dễ vỡ. Nó vừa trong trắng nông nổi, vừa lão luyện cả tin, lại vừa thủy chung cay nghiệt. Sau đó vài tuần, bạn gái, đồng nghiệp và mẹ không còn nhận ra cô giáo Thảo nữa. Dáng đi của cô giờ đây uyển chuyển như bay. Cô đầu tư mua thêm bao nhiêu là mỹ phẩm, váy áo. Những cuộc gặp gỡ của cô giáo Thảo với đối tượng tuy hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng từng giây phút trong mỗi cuộc gặp là không thể nào quên. Bởi cảm giác có lỗi với chồng nên cô giáo Thảo bỗng trở nên rất dịu dàng, chăm chút chồng. Cô mua cho chồng đủ thứ, từ sơ mi, cà vạt đến giày, đến nước hoa và sách nữa. Hình như đức ông chồng vô tâm cũng đổi khác, có hôm thậm chí còn mua hoa và khen cô giáo Thảo nấu ăn ngon đứt lưỡi. Đêm hôm ấy, khi cô giáo Thảo mặc chiếc áo ngủ mới đầy khêu gợi, đức ông chồng lại khen nữa,
khen nữa. Cô giáo Thảo biết cô và đối tượng không thể nào có nhau liên tục, thường xuyên, nhưng cô rất hạnh phúc chấp nhận tình cảnh này. Bạn gái và đồng nghiệp khen tị với cô về đối tượng đầy bí ẩn mà họ chỉ được biết thông tin duy nhất là đã có vợ rồi. Cô giáo Thảo cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên tiết lộ thêm thông tin là đối tượng này ở ngay trong nhà cô và chính là cha đẻ của con trai cô. Khi nghe tiếng chuông cửa, thấy có một người đàn ông bảnh bao trong chiếc sơ mi, thắt cà vạt, đi giày, xách cặp do cô mua, với nụ cười mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng hạnh phúc được trở về nhà với vợ con. Cô giáo Thảo biết đó chính là người tình của cô. Còn khi có một người đàn ông về muộn, người đầy mùi rượu bia, hay ở nhà mà cứ dán mắt vào máy tính với tivi, cô giáo Thảo biết đấy là chồng cô. Nhưng vì những giây phút tuyệt vời được ở bên người tình, cô giáo Thảo vẫn chăm chút chiều chuộng chồng. Buổi sáng nay thức dậy, cơn mưa vừa dứt, một cầu vồng bảy sắc bất chợt hiện lên ngoài cửa sổ. Cô giáo Thảo ngắm nhìn, lòng hân hoan như ngày mới lớn. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cô giáo Thảo phơi phới nghĩ dịp cuối năm trước Giáng sinh này, cô sẽ được đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài với người tình của mình. Cuộc sống thật là tươi đẹp.